Chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Ngọc Sa Ban. Ở trên đây thì Ngọc Sa Ban lại tiếp tục cho nhân viên đi giao chiếc ghế massage nội địa Nhật. Chiếc ghế này thì thuộc hãng Palasolic và có mã là MA102 cho chị An ở Bắc Giang. Có thể nói là chiếc ghế này nó đặc biệt và khác so với các dòng ghế mà Ngọc Sa Ban đi giao trước đây. Thứ nhất, chiếc ghế này là chiếc ghế mới tinh nguyên hộp. Thứ hai là ngoài tên gọi của nó là Palasolic ra thì nó có thể được gọi là một chiếc ghế trí tuệ nhân tạo. Tại sao lại gọi là trí tuệ nhân tạo? Thì tại vì là nó rất là thông minh, nó có thể lưu trữ được tất cả các thói quen của người dùng. Ví dụ khi lần đầu tiên mình chọn chế độ chủ và mình chọn về, hay chọn về phần cổ, phần vai, phần gáy hoặc là phần lưng thì dần dần thì khi mình sử dụng quen thì ghế nó sẽ lưu trữ cái thói quen của người dùng đó. Và họ khi lần sau mình ngồi vào thì nó sẽ chọn đúng cái bài đấy và nó sẽ giúp chúng ta cảm thấy thư giãn và thoải mái hơn rất là nhiều. Nó sẽ giúp chúng ta giảm các thao tác như giống như kiểu ban đầu. Và trên đây thì nhân viên của Sa Ban thì đang hướng dẫn anh sử dụng chiếc ghế này cũng rất là nhiệt tình. Và trước khi hướng dẫn thì nhân viên của Ngọc Gia Ban có bảo với người nhà của chị An là trong quá trình hướng dẫn thì lên quay lại chiếc video này để khi mà không có nhân viên của Ngọc Gia Ban thì mình có thể nhìn qua cái chiếc video này để mình sử dụng ghế này một cách đơn giản và dễ dàng nhất. Ngọc Gia Ban xin cảm ơn chị An đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm tại cửa hàng của Ngọc Gia Ban. Ngọc Gia Ban xin kính chúc chị và gia đình có thật nhiều sức khỏe. Ông cứ đứng đấy ạ.